mừng quý vị khán giả và các bạn đã đến với ngôi trường trung học phổ thông chuyên năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định. Ngày hôm nay Lan Phương rất là vui khi được về lại ngôi trường này trong chương trình Về Trường, một chương trình truyền hình thực tế đầu tiên dành cho lứa tuổi học trò. Và đây là một ngôi trường rất là đặc biệt, nhưng đặc biệt như thế nào thì Lan Phương xin mời quý vị và các bạn hãy chờ hai vị đội trưởng của chúng ta chạy về đây và họ sẽ giới thiệu cho các bạn xem sự đặc biệt của ngôi trường này là như thế nào. Chuẩn bị! 1, 2, 3, đồng! Nãy giờ thì mọi người nhìn cái cảnh thì nó chạy rất là ngắn thôi, nhưng mà thật sự là chạy rất là nhiều rồi. Để muốn giới thiệu cái trường là một cái trường thể dục thể thao rất là chuyên, đó là trường Nguyễn Thị Định. Là một ngôi trường chuyên về thể dục thể thao, với sự cố gắng, nỗ lực của ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể các em học sinh, trong năm học 2011-2012, trường phổ thông trung học Nguyễn Thị Định đã đạt được rất nhiều thành tích. Điều quan trọng là trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Định luôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ, quan tâm của quý phụ huynh trong việc đề ra các chủ trương, biện pháp nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao thành tích trong thi đấu của học sinh. Giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ hai vị khách mời của chương trình. Hôm nay đội trưởng không được quyền chọn khách mời, mà khách mời sẽ chọn đội trưởng. Cho nên cẩn thận đấy, họ sẽ đặt các bạn lên bàn cân đong đếm như thế nào và họ chọn là họ đã chọn rồi. Bởi vì nãy giờ là họ đã chứng kiến các bạn là vắt kiệt sức ra thở mộc chạy tới đây và họ đã chọn rồi đấy. Ủa đâu? À, biết ai rồi. Chào Nam Cường. Một anh chàng ca sĩ diễn viên rất là đẹp trai. Ca sĩ Nam Cường hiện là một trong những ca sĩ được các em học sinh vô cùng yêu mến khi luôn giữ cho mình một hình tượng trong sáng. Hôm nay cùng chào đón anh về trường và chúc cho đội đỏ sẽ giành chiến thắng qua 3 vòng thi. Cao to nhưng có vẻ Phương đành phải nói hình như là sẽ có vẻ như là không được mạnh mẽ lắm nếu mà thi các môn thể thao. Phương thấy thế nào? Đừng có chân mặt mà bắt hình dung. May là tôi được chọn là khách là người nam, còn người nữ thì sao, yếu quá nữ rồi sao? Vậy có nghĩa là nữ đã chọn Chí Thiện rồi. Xin không biết là chia buồn hay là chia vui, nhưng không, mà bình thường Thiện cũng cảm giác là nữ sẽ chọn Thiện. Thế à? Thế cũng là một lời khen, bởi vì như vậy nghĩa là Thiện rất là dễ thương và bạn nữ thích. Và xin mời vị khách nữ của chúng ta. Xin mời. Tinh nghịch, hồn nhiên là những gì cô ca sĩ Băng Di gây ấn tượng với người đối diện. Hiện nay, Băng Di còn lấn sân sang vai trò diễn viên và bước đầu cô cũng nhận được những phản hồi tích cực từ phía khán giả. Hy vọng cô và đội trưởng Chí Thiện sẽ chơi hết mình, cháy hết sức. Hồi nãy ở trong nghe bạn nói là bạn không chọn tôi, bạn chọn nam, và giờ tôi ra là bạn bị đặt trên hả? Không hả? À, đâu quá. Tưởng là chưa tới cho nên nói đại, ai biết đâu. Đâu quá, làm cái con người có thể chán chở. Làm tên nữa. Bây giờ thấy sự yếu ớt chưa? Thấy sự yếu ớt chưa? Hôm nay là em nhất định là em phải chứng minh cho mọi người thấy là em là con gái, nhưng mà em sẽ chơi thể thao rất là giỏi. Đúng. Lan Phương xin mời quý vị khán giả cũng như là hai đội chơi của chúng ta đến với phần thi thứ nhất của chương trình Về Trường mang tên Kiến Thức. Mỗi đội sẽ nhận được một bộ câu hỏi gồm 15 câu, 5 câu hỏi lịch sử, 7 câu hỏi hiểu biết chung, 3 câu hỏi ngoại ngữ. Hai đội sẽ cùng tranh thủ giờ nghỉ giải lao đầu tiên 10 phút để cùng tập hợp, lập nhóm và tìm học sinh trả lời cho các câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được tính 10 điểm. Hôm nay các bạn có cảm thấy hưng phấn không? Có. Hôm nay có sẵn sàng giúp cho thi đấu với Nam Cường trả lời những câu hỏi không? Có. Nam Liên, Nam Cường. Lê Hữu Trác là bậc đại danh y có nhiều đóng góp rất to lớn cho nền y học dân tộc Việt Nam. Ông có hiệu là Hải Thượng Lãng Ông, tên hiệu này có nghĩa là gì? Đó, A là ông già lười ở Hải Thượng, B là ông già nằm trên biển, C là thầy lang ngồi trên biển, D là đại danh y người Hải Thượng. Ai trả lời? Rồi, ưu tiên người đến gần luôn. Và câu hỏi trên này bạn lựa chọn phương án nào? Dạ là câu D, đại danh y người Hải Thượng. D, đại danh y người Hải Thượng, phải không ạ anh Thiên Dương? Chắc chưa? Chắc chưa? Chắc chưa? Các bạn có chắc chắn không? Chắc. Đúng rồi. Phim Việt Nam đầu tiên được phát sóng trên hệ thống Star Movie châu Á và Trung Cận Đông là bộ phim nào?
A mùa đu đủ xanh, B bảy rồng, C dòng máu anh hùng, D áo lụa Hà Đông. Dạ chị, em học lớp 11 A 6. À, bạn vẫn học lớp 11 A 6 thì bây giờ mình có thể cho Duy biết là trong bốn phim này, phim nào là bộ phim đầu tiên được chiếu? Mình phải chắc chắn về câu trả lời của mình nữa. Dạ chị là câu B. Phim gì? Phim gì Mẫn? Dạ, bảy rồng. Bảy rồng. Bảy rồng đúng không? Chắc chắn chưa? Dạ chắc chắn. Câu trả lời chính xác sẽ là câu bảy rồng. Xin thời đại tướng Nguyễn Chí Thanh từng nhận xét một người phụ nữ đã chỉ huy thắng lợi cuộc đồng khởi ở Bến Tre thì người đó rất xứng đáng được làm tướng và ở Long Hồ tư lệnh đánh Mỹ. Người phụ nữ đó là ai? Ai quên? A là Nguyễn Thị Úc, B là Nguyễn Thị Định, C là Trần Thị Lý, D là Nguyễn Thị Bình. Ai? 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 Bí hùng đó nha. Bí. Giác hồn. Giác. À, chắc phương án A phải không? Dạ không, câu B. Câu mấy? Câu B. Câu B, chắc chắn không? Chắc. Sai là quê lắm nha. Chắc vậy á. Đồ là người quen ha. Oh yeah. Nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn nổi tiếng về nhạc cụ nào? A violon, B guitar, C piano, D harmonica. À, bây giờ Thanh có thể cho Duy biết là trong bốn loại nhạc cụ đó thì nhạc cụ nào là câu trả lời chính xác? Tôi chỉ là câu C piano ạ. Piano. What is parrot of thousand year only? A era, B centera, C million, D none of April. Chào các chị, em tên là Thanh Thảo lớp 11 A 7. Bạn Thanh Thảo, và Thanh Thảo có thể cho Duy biết là trong bốn đáp án đó thì đáp án nào là chính xác? Câu hỏi là 1000 năm gọi là tên gọi là gì? Và câu trả lời của em là, dạ thưa chị, là câu C millennium. Millennium. 1, 2, 3 câu C có chính xác không ạ? Từ nào sau đây được viết đúng chính tả, mang ý nghĩa rực rỡ, huy hoàng, cái là điển trai với sinh gái gì đó, theo cách viết đúng của từ điển tiếng Việt? A, sáng lạng. B, sáng lạng. C, sáng lạng. D, sáng lạng. Sao hiền quá vậy? Sao hiền quá vậy? Ai? Rồi mời bạn. À, em tên Hoàng Hải. Hoàng Hải, lớp 11A2. 11A2. Rồi bạn chọn phương án nào đây? Chọn phương án A. A là sáng lạng. Sáng lạng. Sáng lạng. Sáng lạng. Đúng rồi, chứ sáng lạng là có bia. Đúng rồi. Đúng rồi. Thủ môn duy nhất trong lịch sử bóng đá từng giành giải quả bóng vàng châu Âu là người nước nào? Dạ, câu C. C. Dạ thôi chị, là câu D. Câu C. C. Sự kiện giờ trái đất khuyến khích các hộ gia đình tắt điện trong 1 giờ vào ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm được phát động bởi tổ chức nào? Câu này có vẻ hơi khó rồi nha. A, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên. B, Quỹ Bảo tồn Động vật. C, Hiệp hội Động vật Hoang dã. D, Tổ chức Y tế Thế giới. Bạn chọn đáp án nào là chính xác nhất? Chị em chọn đáp án A, Quỹ Quốc tế và Bảo vệ Thiên nhiên. Bạn chọn đáp án A, Quỹ Quốc tế và Bảo vệ Thiên nhiên. Vì giờ trái đất của chúng ta nói về thiên nhiên cho nên đáp án của chúng ta chắc chắn sẽ là câu A, Quỹ Quốc tế và Thiên nhiên. Việt Nam chính thức gia nhập và trở thành thành viên của Liên Hiệp Quốc vào năm nào? A, 1975. B, 1976. C, 1977. D, 1978. Bạn Quy chọn câu nào? À, em chọn câu C. Thưa chị, là câu C, năm 1977. Câu C, năm 1977. Phải không? Phải. Chắc chắn không? Chắc chắn. Và kết quả chung cuộc là hai đội đã hỏi 15 câu hỏi và trả lời đúng. Cả hai đội đều trả lời đúng 12 câu. Như vậy có nghĩa là cả hai đội đang có kết quả hòa nhau. Yeah.
hôm nay cũng chờ đợi lắm luôn. Vòng thi thứ hai là một vòng thi vô cùng hấp dẫn. Và vòng thi thứ hai của chúng ta sẽ là mang tên Tìm Hoa Khôi. Hai đội chơi sẽ tranh thủ những giờ nghỉ giải lao thứ hai và thứ ba để tìm kiếm ra những gương mặt nữ sinh tiêu biểu trong trường và đáp ứng đủ ba tiêu chí: xinh đẹp, hạnh kiểm tốt, tài năng, trở thành những ứng cử viên cho ngôi vị hoa khôi của trường. Hai ứng cử viên sẽ tham gia thể hiện tài năng và có 30 giây thuyết trình để thu hút sự ủng hộ cho mình trên sân khấu vào thời gian cuối buổi học. Cô có ai để giới thiệu cho đội trắng không? Có, lớp 11A2 có một hoa khôi. Biết gì chưa mà bây giờ đang cần tìm một hoa khôi, và ai có thể đề cử cho Thiện và đội trắng một hoa khôi? Rồi, cho bạn Duy hỏi. Duy ngồi đây đi. Duy ngồi đây. Rồi, bây giờ em hôm nay Duy mới nhập học vô lớp của mình, mà chỉ tò mò lắm, như muốn biết là hoa khôi của lớp mình là ai, đặc biệt là quen á, chỉ thích gì đẹp không đó. Quan trọng là lớp này hay là lớp khác được, bạn cảm thấy ai đẹp là được. Người ta đang nói tự nhiên dù người ta đã rồi sao không ai có cũng ai cũng được, miễn tả đẹp không là phải, được. phải cho đẹp. Thiện một cái tên, một cái địa chỉ, một cái số điện thoại, một cái hình dáng, một cái miêu tả hình vẽ, rồi có chân dung chứng minh nhân dân gì cũng được. Vậy bạn nói đi. Bạn Tiên. Bây giờ Tiên hỏi đi. Tiên ơi. Ủa Tiên ơi, sao em giọng đàn ông vậy? Không, hồi nãy nghe ai ơi ơi mà nghe giọng trai. Tiên ơi. À, Tiên gãi mũi nè, phải không? Phải Tiên không? Thấy chưa? Bạn tên là gì Tiên, thì bạn có thể giới thiệu cho Duy biết Thiện biết được không? Thiện thấy là bạn đã đạt tiêu chuẩn, đó là xinh, đẹp, và rất là ngoan, học giỏi nữa. Và em có tự tin mình là hoa khôi của trường. Xuân ơi, con có thể cho mình biết là bạn có năng khiếu không? Có một cái năng khiếu nổi trội nào bạn cảm thấy là mình tự tin với cái năng khiếu của mình? Dạ là khéo tay làm đồ rất là đẹp. Làm đồ là làm gì? Dạ làm ngoài lưu niệm. Em có thể tặng anh một món quà được không? Ủa không phải, ủa gì nữa? Thiệp đồ này nọ đúng không? Vậy thì bạn nào xinh nhất trong lớp? Bạn vàng. Hả? Bạn vàng nào? Bạn vàng hả? Đây là bạn vàng. Em có năng khiếu nào không? Em có năng khiếu võ với hát. Vậy vậy? Cho có thể khoảng đầu. Cho anh xin phép anh đứng ba cách xa ba thước nha. Chứ không em đạp anh một cái anh chết quá. Lớp còn nhiều nè. Xin chào các bạn. Thi Hương hỏi bạn bạn lý trí này. Nghe tên bạn lý trí đâu, mình thấy cảm giác như là bạn có lý trí đâu. Trong lớp thì em nghĩ là bạn Thảo. Thì bạn đừng nói là bạn có. Mình thấy nha, từ góc này nó qua cái góc này nó đi nhanh lắm. Nhanh lắm. Hồi xưa mình ngồi đây là xong rồi. Nhiều khi giả vờ. Anh Ba Ba nhiều khi giả vờ nhìn lên bảng nhưng mà nhìn xíu qua bên kia. Xin lỗi, mình đem ngang một tí. Có phải là anh đã đọc một cái tin có được một trong những thông tin của mình là bạn Thảo? Bạn Thảo đúng không? Chính xác. Mà cũng lại vừa nghe một cái thông tin bí mật từ cô giáo hiện đang đứng lớp, thì nói là cái người đề cử bạn Thảo là sao này? Là bạn này, mà theo như thông tin nhỏ nhỏ nữa. Bạn này để ý bạn Thảo. Dạ đúng rồi. Cho Tiên Vương hỏi thêm về học đi, bạn giỏi nhất là môn gì? Dạ, giỏi môn xã hội nên là văn sinh. Rồi còn về môn năng khiếu đi. Ồ, bạn có vẽ đó hả? Hát rồi, rồi vẽ cũng khó nữa, vừa vẽ vừa hát luôn. Được khoai tài cũng không được đâu. Rồi một đống chanh luôn, nhưng phải là một bức nữa. Một bức chân dung. Bạn vẽ ai đây? Đây là ai? Có phải là cô giáo đứng ngoài kia thấy mặt quen quen đúng không? Wow, bạn vẽ rất là đẹp. Đây là cô giáo chủ nhiệm của bạn Thảo. Như thế có thể thấy là cái tình cảm của bạn Thảo đối với cô giáo như thế nào là quý vị khán giả đã thấy rồi. Cảm ơn cô ạ. Thế bây giờ Thảo có thể hát thể hiện khả năng của mình bây giờ được không? Bạn hát một đoạn gì đó, bài gì đó. Bài rất là ngắn.
Ngồi nơi đây không gian bao la, lượn chim đua nhau hát ca. Từ giọt nắng ấm mắt tỏa sáng, nụ hoa lung linh sắc màu. Chợt nhớ đến lúc ta bé, đôi ta tung tăng đôi đôi. Ngày xưa nơi đây đã sâu bóng anh trong thời gian nhớ nhung. Em có tự tin là hoa khôi của trường mình không? Trường Nguyễn Thị Định. Em có. Dạ có. Cảm ơn em rất nhiều. Theo như em thì một người con gái mà đẹp thì như thế nào? Dạ anh là dễ thương và lùn giống em. Vậy thì trong lớp này bạn có thấy ai dễ thương không? Dạ, Tuệ Phong. Đang thấy của bạn Tuệ Phong là có một môn thể thao nào không? Có ai đề cử là một hoa khôi của trường không? Dạ lớp em thì em thấy có bạn là Đặng Tuyền. Ai đồng ý giơ tay lên. Ồ, ai không đồng ý bỏ tay xuống. Vì có một năng khiếu nào đặc biệt không? Môn gì? Giỏi lại niềm tin. Có thực hiện không? Rơi rơi có hạt bụi nào rơi trên bụng dài, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ đây chúng ta sẽ đến với phần thi hồi hộp nhất và thú vị nhất của vòng thi tìm hoa khôi. Như chúng ta đã thấy thì hai đội đã có rất là nhiều thời gian chạy khắp sân trường, khắp các lớp để tìm ra ứng cử viên. Và sau rất là nhiều thảo luận, bàn bạc cũng như là cãi nhau, tranh luận thì các bạn đã, hai đội đã tìm ra được một ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị hoa khôi. Đầu tiên sẽ là phần biểu diễn của đội trắng. Xin mời đội trắng. Là ứng cử viên Nguyễn Thị Thanh Thảo đến từ lớp 12A6, một trong những tập thể lớp xuất sắc nhất về thành tích học tập của khối 12 trường Đăng Tiến Thể dục Thể thao Nguyễn Thị Định. Với sở trường ca hát và vẽ, Thanh Thảo là một gương mặt quen thuộc của các hoạt động ngoại khóa. Thanh Thảo rất yêu môi trường sư phạm, vì vậy ước mơ của Thảo sau này sẽ là một giáo viên giỏi. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ gương mặt tiêu biểu do đội đỏ lựa chọn. Xin mời đội đỏ. Ứng cử viên của đội đỏ. Bạn Nguyễn Thị Cẩm Vàng đến từ lớp 11A1 trường Năng Khiếu Thể dục Thể thao Nguyễn Thị Định. Bạn Cẩm Vàng đặc biệt với chính niềm đam mê của bạn, đó là niềm đam mê với môn võ Vô Vi Nam. Tuy môn Vô Vi Nam là đam mê nhưng Cẩm Vàng lại ước mơ trở thành một ca sĩ. Và cũng như bao bạn gái cùng trang lứa khác, Cẩm Vàng rất thích các hoạt động giải trí như xem phim, nghe nhạc, mua sắm, đi du lịch. Đến với cuộc thi này thì Cẩm Vàng mong được giao lưu học hỏi với tất cả các bạn và hy vọng là sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn từ phía các bạn, được không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ chờ xem hai cô gái xinh đẹp của chúng ta nói về mình để tranh thủ tình cảm của khán giả như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bạn Thanh Thảo trước. Em xin chào thầy cô và mình xin chào tất cả các bạn. Mình là Thanh Thảo. Từ nhỏ thì mình rất thích vẽ và hát. Có lẽ là hơi mang tính nghệ thuật một chút. Nhưng mà khi lớn lên thì mình lại hết một ngành rất là mang tính giáo sư. Có nghĩa là thầy cô giáo mà mình mong muốn là dạy, trở thành một giáo viên để giỏi môn ngữ văn giống như là cô chủ nhiệm của mình vậy. Cảm ơn em. Còn bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe bạn Cẩm Vàng. Em xin chào các thầy cô và toàn thể các bạn thân mến. Mình tên là Nguyễn Thị Cẩm Vàng. Sở thích của mình là thể thao, xem phim, nghe nhạc. Ước mơ lớn nhất của mình đó là ca sĩ. Nhưng niềm đam mê nhất của mình đó là môn võ môn nam. Bạn rất là vui khi được xuất hiện và giao lưu và học hỏi. Mình sẽ cố gắng thể hiện hết tài năng của mình. Nếu bạn nào chọn sôi động, thì hãy chọn chọn cho mình nhé. Cảm ơn bạn Cẩm Vàng, cảm ơn phần thuyết trình rất là tự tin và rất là tràn đầy cảm xúc nhiệt huyết của hai bạn. Chúng ta sẽ đến với phần thi tiếp theo của hai bạn, đó là phần thi năng khiếu.
và chúng ta sẽ lại đến với đội trắng. Xin mời bạn Thanh Thảo thể hiện phần thi năng khiếu của mình. Và bây giờ là phần thi của bạn Thanh Thảo đội trắng. Bạn Thảo sẽ vừa hát vừa vẽ. Bạn hát bài gì em? Dạ, sắc màu tuổi thơ. Sắc màu tuổi thơ với phần trình diễn minh họa của Băng Di và Chí Thiện. Xinh xắn. Em có thể nói giới thiệu cho các bạn đôi nét về bức tranh là em vẽ gì không? Dạ em vẽ, nếu mà nhìn gần thì đây là con, còn chính giữa là dòng sông, đây là núi. À, một dòng sông, một dãy núi và những bông hoa mềm mại và cứng rắn, xa và gần. Đây là một bức tranh rất là tuyệt vời. Các bạn có thấy như thế không ạ? Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi của bạn Cẩm Vàng của đội đỏ. Xin mời bạn Cẩm Vàng. Xong rồi đi, xong luôn. Phần còn lại chính là nằm trong tay của các bạn. Và bây giờ Lan Phương xin được kính mời thầy Nguyễn Chí Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định lên sân khấu. Và bây giờ chính là phần của các em. Bây giờ hãy nhìn kỹ chiếc quạt của mình, nhìn kỹ lại hai ứng viên, nhớ lại những gì các bạn đã thể hiện. 1, 2... học sinh yêu quý đã đến với phần 3 của chương trình Về Trường mang tên Các Môn Năng Khiếu. Và bây giờ thì Lan Phương xin mời quý vị khán giả và tất cả các em học sinh cũng như hai đội chơi của chúng ta đến với gặp gỡ đội tuyển năng khiếu của Trường Trung học Phổ thông chuyên năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định. Của chúng ta sẽ
cùng tham gia với đội tuyển của nhà trường trong phần biểu diễn rất là đặc biệt này. Xin mời hai đội vào vị trí của mình ạ. Không ai sợ ai cả, chúng ta hãy cùng bước vào hùng dũng tiến vào, cúi chào nhau và đi vào đội hình. Chào chào, đứng đây mỗi người. 1, 2, 3. Thưa hai đội yêu quý của chúng ta, thì chúng ta sẽ đến với một phần thi năng khiếu thi đấu đối kháng rất gay go và quyết liệt. Đó là hai đội của chúng ta sẽ kết hợp với đội tuyển Vo Vi Nam và cùng tham gia thi các môn vận động liên hoàn, bao gồm nhảy dây, chạy vượt rào và đua ghe ngò. Một thử thôi. Biết rồi. Và bây giờ phần thi đối kháng chính thức của hai đội đỏ và trắng bắt đầu. Cố lên đừng để dây chạm chân. Rồi, Chí Thiện đã xong, xin mời Chí Thiện về lại làm lại từ đầu. Chí Thiện về làm lại từ đầu. Đội đỏ đã thắng thế. Nên làm lại không? Có phải dùng chứ. Cố lên các bạn nữ. Khá lên nhịp nhàng. Nam Cường cố lên cào, cố gắng lên, đừng để dây mắc chân. Rồi bắt đầu vượt đi nhảy rào của đội trắng. Nhanh lên đội trắng ơi, đội đỏ đã sắp trở về đích rồi. Băng di vượt qua. Ôi trời, băng di chạy về ngay. Nhanh lên. Hai con giết, một con giết đã về gần đến nơi, một con giết sắp trở. Nhanh lên, tổ chi con giết đã tàn rã rồi. Con giết đã sao hả? Để hoàn thành phần thi của mình, tiếp tục. Con giết sắp trở tàn rã dần. Từng chân tan ra dần. Như thế là phần thi của chúng ta lần này rất là gay go căng thẳng, mặc dù chỉ diễn ra trong thời lượng rất là ngắn. Và như vậy là đội chiến thắng của chúng ta là... Xin chúc mừng các bạn đội đỏ, xin chúc mừng. Hai đội đỏ và đội trắng của chúng ta đã đi đến phần kết của chương trình Về Trường. Và kết quả của 3 vòng thi của chúng ta như sau. Đội trắng nhận được 220 điểm và đội đỏ vô cùng xuất sắc nhận được 270 điểm. Yeah. Xin chúc mừng đội chiến thắng là đội đỏ của anh Thiên Vương và anh Nam Cường. Xin chúc mừng và vô cùng cảm ơn Chí Thiện và Băng Di. Còn bây giờ em xin mời thầy Nguyễn Chí Dũng lên sân khấu để trao huy hiệu cho đội thắng. Thay mặt cho những người sản xuất chương trình, thay mặt cho những thành viên đang đứng tại sân khấu, Lan Phương xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các thành viên, ban giám hiệu nhà trường cũng như tất cả các em học sinh ở đây. Và một lần nữa Lan Phương xin gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã theo dõi chương trình và mong sẽ gặp lại quý vị khán giả ở chương trình lần sau. Và cùng chúng tôi về trường!